hệ thống quán nhậu tự do. Hotline sao 1986. Hai trong nội dung cũng được AC thôi, và bây giờ chia sẻ đã được cầm màu 2 rồi. Không cầm màu 1 tới game thủ chim sẻ nữa, và hãy cùng xem ở trong trận đấu này thì chim sẻ nắng và game thủ Vitamin U98 sẽ thi đấu như thế nào. Tổng số lên 1B nào anh em, và cảm ơn Cao Xuân Mạnh với 10.000 đồng gửi tặng game thủ tham gia giải đấu. Đây là một quả đầu tới game thủ chim sẻ trong trận đấu này, trận đấu thứ 2 trong nội dung cùng được ACDN. Và hiện tại thì chúng ta đã được con số đó chính là 444.332.730 đồng. Đó là quỹ donate đến thời điểm hiện tại. Giờ lên tư quỹ 4 à? À lên lên 9 số 4 à? Cho đẹp đấy anh em nhờ. Rồi đây là một quả đầu đến game thủ chia sẻ. Trận đấu thì mặc dù 98 là bài đấu lên đời sớm hơn, nhưng mà bài đấu dâng A, nhưng mà cái áp lực mà 98 mang đến nó chưa quá cao, nên sẻ vẫn có được chiến thắng ở trong nội dung cung đường ACDN. Bây giờ thì đang có những bước đi dò tới game thủ chia sẻ đây rồi. Hãy cùng xem ở trận đấu này thì hợp rằng 98 có đi dâng A nữa hay không. Tránh thức quý đông nhà đây là giải đấu anh ơi, giải mà. Em tránh Kiên Bùi ạ, chào tất cả em đang xem. Và có rất nhiều anh em mới vào thắc mắc là tại sao mà lúc đầu livestream anh nhìn có hơn 300 triệu, bây giờ đã lên hơn 400 triệu rồi. Thì xin giới thiệu anh em, đó chính là anh Dũng với một pha donate phải nói là cực kỳ căng cực, 123.456.789 đồng đến từ anh Dũng dành tặng cho anh em game thủ tham gia giải đấu lần này. Cái Vũ Văn Thạnh với 10 sao gửi tặng chim sẻ ạ. Đồ ăn đã có thì game thủ chia sẻ và sẽ cơ cấu nhà cửa mình thi đấu với game thủ U98. Và chúng ta cần, nói chung là ngày hôm nay để đẩy con số lên được hơn 500 triệu thì bắt buộc là chim sẻ nắng sẽ phải giành chiến thắng ở trong hai nội dung còn lại, đó là nội dung cung đường ACDN và nội dung Random Map Biển. Cảm ơn Nguyễn Đăng Tú với 5 số 6 AOE Bồ Đề, thank you anh. Rồi, như vậy là Bầy Hiêu đã được game thủ chim sẻ nắng xử lý thành công trong trận đấu này rồi. Và chúng ta hãy cùng xem là 98 có một bài đấu như thế nào. Anh em vẫn có thể quét mã QR code đang có trên mình để donate game thủ tham gia giải đấu lần này. Và đến với trận đấu thứ 2 ở trong nội dung cung đường ACDN, chúng tôi vẫn xin trân trọng giới thiệu các bạn về nhà tài trợ kim cương của giải đấu. Đó chính là nhà tài trợ hệ thống quán nhậu tự do với 13 cơ sở khắp quận nội thành Hà Nội. Anh em nào đang tìm những địa điểm để có những bữa tiệc với người thân và gia đình mình thì các bạn có thể tìm đến với hệ thống quán nhậu tự do. Rất mong được anh em ủng hộ cho nhà tài trợ kim cương giải đấu. Hiện tại thì các bạn vẫn có thể đặt bàn theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận để có thể nhận được mã ưu đãi giảm giá 10% trên tổng bill khi thanh toán kèm mã chim sẻ nắng. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cảm ơn anh tôi 593 với 20.000. Chúc giải đấu thành công rực rỡ. Thank you anh. Và hãy cùng xem là 98 đang có bài đấu như nào. Sẻ vẫn chưa soi tham, nên là chúng ta vẫn chưa có những cái nhận xét rõ ràng nhất. Vâng, 20 dân, 17% đó. Có vẻ bài 98 cũng ok ở trong trận đấu này. Cái Trần Ngọc Đoàn với tư quý 9 chúc giải đấu thành công rực rỡ. Cái Dũng Lê với 50 sao đấy ạ. Với một cái bài đấu như thế này thì mình nghĩ là đơn giản dành cho thủ chim sẻ thôi. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng, U98 cố lên. Nhiều fan 98 thế nhờ, hôm nay bình luận trên fan bên chim sẻ, nhưng mà nãy giờ đọc thấy toàn cảm ơn 98, toàn chúc, toàn cổ vũ 98 thôi. Và thêm những bước đi dò nữa tới từ game thủ chim sẻ. Và như vậy là 98 đã cơ cấu được chiếc nhà BG ở đây rồi các bạn ạ. Hai game thủ đã thấy nhau và sẻ vừa phát hiện ra mỏ quả của game thủ Vitamin U98. Cái anh đuôi 182 với 3 số 3 chúc mình bên nhiều sức khỏe, thank you anh. Và một bài đấu mà game thủ 98 đang nằm ở trên mặt 12 giờ. Và hai game thủ đã thấy nhau. Liệu rằng 98 có dâng A nữa hay không nhỉ? Mình nghĩ là khi mà thấy nhà như này rồi thì căng nét là đóng A cao chứ cũng không nhất thiết là phải đi dâng A. Có ăn hoang xong quân hay là ra ruộng chắc nhà thì phải chờ những tình huống đi quân tới từ cả hai game thủ thì chúng ta mới có thể đoán biết được. Mã QR bé quá anh không quét được à? Dạ vâng, xin phép anh em mở to mã QR code lên một chút. Sorry anh em nha. Đây ạ. Đó, anh em có thể quét mã QR code đang có trên màn hình. Cảm ơn Bình Chử với 99 sao gửi tặng cho game thủ tham gia giải đấu lần này. Thank you anh em. Điểm số có sẻ đang cao hơn cho game thủ 98. Nhưng mà đây là thời điểm mà tất nhiên là kích 9 thì phải đánh ít dân cơ. Để bạn có cả xe giò thì đây là bài đấu cũng khá là ok. Và lúc nãy thì sẻ đã phát hiện ra cái bỏ quả 98 rồi, 24% dành cho đại diện team Vitamin ở trong trận đấu này. 24%. Yuri.
Cái Mai Chí Thọ với 1234 sẻ nâu 1. Hiện tại thì như nâu 1 chưa đến thì sao anh em ạ? À đến rồi à? Ok, nâu 1 đến rồi. Cơ cấu nhà cửa của mình. Cảm ơn anh Trần Văn Linh với 5 số 1 gửi tặng game thủ tham gia giải đấu lần này ạ. Thank you anh. Top 1 không phải là top 1 nhận 60% anh ạ, mà tất cả các game thủ tham gia League 1 sẽ được nhận về được 60% quỹ donate. 60% dành cho tất cả các game thủ tham gia League 1 anh ơi. 100% các game thủ tham gia giải đấu đều có quà từ quỹ donate này. 60% dành cho game thủ tham gia League 1, 30% dành cho game thủ tham gia League 2 và 10% dành cho game thủ tham gia League 3. Cảm ơn Nguyễn Xuân Trung với thứ 16, anh X-Man chúc em thi đấu vui vẻ. Thank you anh rất nhiều. Đang cơ cấu nhà cửa mình dành cho game thủ chim xe. Và quan trọng ở trong trận đấu này là những tình huống đấu quân. Và có nhiều anh em mới vào vẫn đang thắc mắc là tại sao mà số tiền đã lên tới hơn 400 triệu rồi, thì anh em nào biết thì có thể trả lời giúp em. Cảm ơn đuôi 651 với 5 số 6, chào Hải Mõm. Chúc 98 2 điểm. Ai, nhầm. Anh em đang donate rất cháy và kêu biển tôi đang ngồi cập nhật liên tục anh em ạ. Đức Triệu handsome chào anh em, cảm ơn anh Lê Đức Triệu với 4717. Rồi, cơ cấu nhà cửa mình dành cho game thủ chim sẻ thôi. 98 sẽ là bài đánh mấy nhà BA đây. Trước đó, khoảng trước đây thì 98 hay có những bài gọi là 4A sở trường. Và ngày hôm nay chúng ta cũng xem 98 đánh BA có dân vào nhà chim sẻ luôn. Mày không sao, vào đây. Không nghe. Và có những huống phải e đến từ game thủ Vitamin U98. Rất khó chịu, một dân chạy lòng vòng trong nhà chim sẻ, chốt e, chốt ủng. Chưa có những hướng nổ ra giao tranh. Cái đuôi 676 với thứ 2, U98 cố lên, thank you anh rất nhiều. Ăn được con dân của game thủ Vitamin U98 đây rồi. Vâng, như vậy đã bị phát hiện tơn dân ở giữa bản đồ dành cho game thủ chim sẻ. Đây là cung đường game thủ Vitamin U98, hình như là cung 4A. Cũng là 4A tới game thủ Vitamin U98. Sẻ vừa soi thì tôi chưa kịp nhìn là 98 đã có chặt gỗ hay hay chưa nữa anh em ạ. Cánh đuôi 262 với 1234 nữa nhá. Thank you anh. Đây rồi, đây là cung đường của game thủ Vitamin U98. 98 vẫn đang rất cố gắng để có thể truy bắt tân dân này của chim sẻ với những con cung đường của mình. Và anh Đặng Đức Thuần với 50k gửi tặng game thủ tham gia giải đấu nha. Thank you anh. Cảm kìa. Đó là cái giếng 98 đang đẩy quân vào nhà chúng ta rồi. Sẽ phải là một tình huống đánh chặn. Lại chạy ra đây. Cánh Nguyễn Hoàng Đạt với 50.000 gửi tặng game thủ tham gia giải đấu nha. Chưa có những cuộc giao tranh gắt gao tới từ cả chim sẻ nắng cũng như game thủ 98. Các game thủ vẫn đang vờn nhau, gầm ghè nhau. Đây sẽ là thế trận đấy phát triển. Quan trọng là cái thế nhà 98 như thế nào, chim sẻ vẫn chưa phát hiện ra. Phải xem bài của 98 như thế nào, thế bài có mắc binh hay không nữa. Và Tham Lai đang bích lên chim sẻ và bắt đầu đấu quân với 98 ở mặt giữa bản đồ. Ngay lập tức nằm xuống một cung R anh em ạ. Cái đuôi 686 với 123456, clan AOE Ngũ Lão Hải Phòng. Thank you anh em AOE Ngũ Lão. Vẫn có cung R tách đi móc máy dành cho cái thủ U98. Rất nhiều tay. Đó là hình ảnh của 98 ở trong trận đấu này. Đây rồi, và như vậy chỉ đám bắt đầu lao vào nhà game thủ chim sẻ. Đây sẽ một tên gọi là đột biến dành cho đại diện của team Vitamin. Chim sẻ đã đưa quân về để có thể bắt quân của 98. Đây ruộng chính ta bắt đầu bị chơi vào. Cùng đường đối phương đang lao vào bắn ruộng của game thủ chim sẻ. Nhưng với tên thiêu quân như thế này chắc chắn chỉ đám biết là đã vào đây rồi, là xác định mất quân. Vào đây là xác định để mất quân rồi. Nhưng mà quan trọng mất quân thì phải đem lại được cái hiệu quả gì. Đó là những con nông dân của game thủ chim sẻ. Nhưng chưa làm được điều đó. Dành cho game thủ Vitamin U98 thì những con cùng đường 98 đã nằm xuống hết. Bắn hết toàn bộ tân quân bên trong của game thủ Vitamin U98 dành cho chim sẻ nắng. Và quan trọng bây giờ là
cái nguồn lực của 98 đó đang như thế nào. Nhà 98 thì cũng đang rất là khung ở mặt 12 giờ, các bạn nhìn thấy dãy nhà BBBM bo kín từ 3 giờ lên và sẽ đã bắt được một tấn quân to đối phương. Bây giờ sẽ là tấn đấu quân ở giữa bản đồ và tham lai của sẻ vẫn đang ở số là 6x tiếp cận 70 lên thôi. Đây cung đờ các bạn, vâng, vẫn gửi được hai cung đờ trong nhà chim sẻ em dai của đồng hơi mã văn tài đấy. Một tên để hai cung đờ bên trong nhà chim sẻ đang tới từ vitamin U 98 và lại là những tình huống đấu quân. Có pha vẩy e dành cho chim sẻ đây rồi, pha vẩy e hơi lỗi một chút, tiếp tục là vẩy e đây chim sẻ và 98 đang không để ý cung đờ mình. Tiếp tục là những tình huống chấm e để có thể bắt quân bên phía đối phương. Cái Nguyễn Đức Cảnh với 50.000 gửi tặng anh em game thủ tham gia giải đấu lần này, thank you anh. Nãy giờ thì sẻ đã bắt được rất nhiều cung đờ, bắt được rất nhiều cung đờ game thủ vitamin U 98 tới từ chim sẻ nắng ở trong những tình huống vừa rồi và cần phải có một tên chuyển từ thế đánh thủ sang thế đi công. Cái đuôi số điện thoại 768 với tư quý 9 gửi tặng anh em game thủ nha. Và quan trọng là chuyển đổi trạng thái thôi, từ thế đánh thủ chúng ta chuyển sang thế đi công ở trong trận đấu này. Và 98 đã bắt đầu kéo quân mình thủ bên trong rồi. Sau những tình huống bị bắt quân thì 98 đã rén hơn rất là nhiều khi không còn hổ báo lao lên nhà game thủ chim sẻ nữa. 48 dân, đó là số dân hiện tại dành cho game thủ vitamin U 98 để thua trong nội dung Soul Adam và chúng ta bắt buộc phải thắng ở trong nội dung này, phải thật sự cố gắng. Loạt 21 giờ tối nay thì chúng ta sẽ có một trận đấu, đó chính là trận đấu giữa game thủ Anh Huy và game thủ Sen Long nhé anh em. Cái Nguyễn Xuân Toàn với 5 số 1 gửi tặng cho các game thủ tham gia giải đấu lần này. Áp lực chim sẻ đang duy trì ở mặt 3 giờ với những tình huống đốt nhà BE của game thủ vitamin U 98 chấm thêm vài chiếc nhà BE nữa ở đây, rất nhiều cung gờ rồi. 98 đã bắt đầu phải bỏ những cánh rừng của mình. Những cánh rừng này thì 98 không thể ăn được, đấu quân giữa map kìa. Và bắt đầu đi quân. Áp lực của sẻ mặt 3 giờ là quá lớn và 98 phải đi quân lên nhà của game thủ chim sẻ nắng thôi. Đây là những con cung R tới từ game thủ U98 đang bắt đầu lao vào. Tham lai đầu số là 1 lít dành cho game thủ chim sẻ, bắt đầu lao vào bên trong nhà đối phương. Cung R vẫn đang bắn vào ở cả hai mặt. Kiểu đấu quân quyết liệt ở trong trận đấu này để có thể quyết định thành bại của một trận đấu. Với một tham lai gần 1 lít dành cho game thủ chim sẻ, 98 đang thủ quân bên trong, đấu quân ở cả bên ngoài. Và cháy một vài cái ruộng, không vấn đề. Cháy hai cái ruộng rồi, sẻ lại bắt đầu giật ra. Nếu như lao vào trực tiếp ở mặt nhà BA, tôi khẳng định bạn luôn thì nhiều khả năng đó là một cái con dốc rất cao và sẽ hơi khó để chim sẻ có thể lao lên. 98 đang có một tân quân đột biến, muốn lòng vòng về mặt 6 giờ lao lên nhà game thủ chim sẻ. Tham lai đầu số là 8x dành cho bài đấu này. Vâng, bắt quân của game thủ 98. 98 lại tiếp tục lao vào. Đang có những pha vẩy dành cho game thủ chim sẻ. Mặt 12 giờ cũng đang bị đối phương công vào. Liên tiếp là những tình huống múa từ hai đầu dành cho đại diện team vitamin. Lượng quân của sẻ găm ở nhà là quá nhiều, có quá nhiều quân đứng kề nhà từ game thủ chim sẻ. Và khi mà 98 đi quân như này là ý đồ 98 muốn đổi nhà với chim sẻ chăng? Liệu rằng có đổi được hay không? Nhưng mình nghĩ là không thể đổi được. Làm sao đổi được, quân nhà đông lắm. Vào đây bao nhiêu hết bấy nhiêu, khẳng định các bạn vào bao nhiêu hết bấy nhiêu. Xin mời. Vâng, em đi đâu đây? Này thì lao vào đây với chúng tôi này. Vâng, nhẹ nhàng nâng tỷ số lên 2-0 ở trong nội dung cung đờ AC được chưa anh em? Quật. Một lít, đó là tham lai hiện tại dành cho game thủ chim sẻ và 98 đã đầu vỡ nhà rồi. Không đủ lượng quân để kê nhà thì 98. Trong đó thì cái mặt BB chim sẻ, 98 không lao vào một tôn dứt điểm được, bởi vì đơn giản là cái mặt đó thì là cái khe rừng rất là hẹp, 98 không lao vào được anh em ạ. Và đây là một lợi thế rất lớn tới những cái thủ chim sẻ rồi. Tình huống đi quân của 98 đã bị chim sẻ phát hiện, và tên đi công của sẻ cũng đang bị 98 quây bắt ở bên trong nhà của đối phương. Tham lai của chim sẻ đã ở số là 90 trong trận đấu này. Và với một thế trận như này thì chúng ta có thể tự tin tràn dốc của nhà đối bạn được rồi. Thế trận này là có thể tự tin tràn dốc rồi. Cái đuôi 676 với 50.000 gửi tặng các thủ tham gia giải đấu lần này, và đây là nhà VA bên phía đối phương. Vâng, đồ nên tặng riêng Hải Valero cà phê sáng. Thank you anh, 100k gửi tặng game thủ nha, thank you anh. Tham lai 91 tới từ game thủ chim sẻ và đang tràn A của game thủ 98. Có rất nhiều nhà VA game thủ đi game thủ 98 ở đây rồi. Lên thôi. Vâng, đây sẽ là tôi quyết định dành cho chim sẻ và game thủ game thủ 98. Với một trận đấu như thế này thì mình nghĩ là đã đủ để có thể nâng tỷ số lên 2-0 rồi đấy anh em ạ.
2-0 dành cho game thủ chim sẻ và chiến thắng Lai của một tuần bóc hay. Và tuần này thì bất ngờ nhưng chiến thắng gõ một rồi và 2-0 cho chim sẻ trong kèo AC. Rất gắt đấy là game thủ chim sẻ trong kèo AC Milan. Đòi lại món nợ trong kèo Soul Under và chúng ta sẽ đến ngay với trận đấu tiếp theo. Chung kết sớm dành cho game thủ Vitamin U98 ở trong nội dung cúp AC Milan ngay sau đây rồi. 2-0. Hệ thống quán nhậu tự do. Hotline: 1986.